Chương trình Truyền hình Việt Nam Phùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1304. Ngoài phần tin tức, thông báo cộng đồng và bình luận, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Tổng thống Trump hoan nghênh các hợp đồng nhiều tỷ Mỹ Kim trong cuộc gặp Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Biểu tình phản đối Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Washington, D.C. Tổng thống Donald Trump chính thức tuyên bố rút khỏi thỏa ước chống biến đổi khí hậu Paris. Giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Mike Dubkey bị sa thải. Cựu giám đốc FBI James Comey tuần sau ra điều trần về cuộc điều tra Nga. Tổng thống Trump hoãn việc dời tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Và sau cùng là đánh bom dữ dội ở Kabul làm 90 người thiệt mạng. Sau đây là phần tin chi tiết, tin Hoa Thịnh Đốn. Tổng thống Donald Trump tiếp Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc khoảng 3 giờ chiều thứ Tư ngày 31 tháng 5 2017. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Trump ca ngợi các hợp đồng kinh tế trị giá hàng tỷ Mỹ Kim đã được ký kết. Tổng thống cho báo giới tại Tòa Bạch Ốc biết, Việt Nam đã ký đơn đặt hàng lớn với Hoa Kỳ trị giá hàng tỷ Mỹ Kim. Chúng tôi đánh giá cao việc làm đó vì có nghĩa là Hoa Kỳ có thêm việc làm, còn Việt Nam sẽ nhận được những máy móc tốt từ các công ty của Mỹ. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo thuộc khối ASEAN đầu tiên đến Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong lời đáp từ, ông Phúc nhận định, quan hệ giữa hai bên đã trải qua những biến động lịch sử, nhưng giờ đây hai quốc gia đã trở thành đối tác toàn diện. Công ty General Electric cho hay họ ký hợp đồng với Việt Nam với giá trị khoảng gần 6 tỷ Mỹ Kim cho các máy phát điện và động cơ máy bay cùng với dịch vụ bảo trì. Đây là hợp đồng lớn nhất mà GE có với Việt Nam từ trước tới nay. Những hợp đồng này liên quan đến dự án phát triển điện gió tại Sóc Trăng và ký với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho dự án ở mỏ cá Voi Xanh. Ngoài ra, CFM International, liên doanh giữa General Electric và Safran, công ty sản xuất vũ khí cho Bộ Quốc phòng Pháp, cũng đã ký hợp đồng cung cấp 215 động cơ máy bay kèm dịch vụ kỹ thuật, bảo trì cho hãng hàng không Vietjet Air trị giá 3.6 tỷ Mỹ Kim, thực hiện trong vòng 12 năm. Sau buổi gặp gỡ với Tổng thống Trump, ông Phúc đã đến Heritage Foundation, một tổ chức bảo thủ ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Tại đây, ông Phúc cho biết là trong chuyến đi 3 ngày của mình, Việt Nam đã ký các thỏa thuận mua hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ trị giá 15 tỷ Mỹ Kim. Ông Phúc còn lạc quan cho rằng hai nền kinh tế có tính cách hỗ trợ lẫn nhau hơn là cạnh tranh, và cho biết việc xuất cảng của Mỹ sang Việt Nam đã có sự gia tăng nhanh chóng. Đồng thời, ông Phúc bày tỏ hoan nghênh kế hoạch của ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tại Việt Nam. Ông Phúc nói sự việc này là dấu hiệu cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và gọi đây là một dịp quan trọng để Hoa Kỳ khẳng định vai trò tích cực tại khu vực. Tin từ Hoa Thịnh Đốn, trong lúc Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam gặp gỡ, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, hàng trăm người Việt tị nạn Cộng sản đã tham gia biểu tình phản đối chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Washington vào ngày 31 tháng 5. Kính thưa quý khán thính giả, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh mà Đài Truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn chúng tôi đã ghi nhận được trong phần phóng sự tuần này. Được biết, cuộc biểu tình bắt đầu lúc 1 giờ trưa tại công viên Lafayette Square trước Tòa Bạch Ốc. Trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình, ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, Washington DC, Maryland và Virginia, cho biết mục đích của cuộc biểu tình là để phản đối sự có mặt của ông Nguyễn Xuân Phúc, tố cáo chính quyền Cộng sản Việt Nam liên tục chà đạp nhân quyền, tự do, tôn giáo, đàn áp,
tù đày và giết hại đồng bào vô tội và lên án thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra. Cũng theo ông Cường, cuộc biểu tình cũng nhằm bày tỏ quyết tâm của người Việt hải ngoại ủng hộ các cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quê nhà. Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng, qua cuộc biểu tình này, cộng đồng muốn gửi đi một thông điệp cho thế giới biết về hiện tình Việt Nam. Những vấn đề bao gồm tình trạng vi phạm nhân quyền, vấn đề môi sinh bị ô nhiễm mà chính quyền Việt Nam đã làm ngơ và vấn đề Biển Đông. Việt Nam nhường hải đảo cho Trung Cộng mà không dám lên tiếng. Bác sĩ Hữu cũng cho biết thêm các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cùng phối hợp với Hội đồng Liên Tôn Quốc nội và Hải ngoại đã gửi thư ngỏ đến Tổng thống Donald Trump, nhắc ông Trump rằng khi thương thuyết vấn đề thương mại với Việt Nam phải đặt nhân quyền lên trên hết, bởi vì chỉ có một Việt Nam tự do dân chủ thì mới đem lại sự thành công trong phát triển kinh tế và mậu dịch giữa hai nước, đồng thời kêu gọi ông Trump gây áp lực buộc Việt Nam thả tất cả tù nhân lương tâm. Cũng trong thời điểm này, tại Việt Nam, công an đã chỉ thị côn đồ giả dạng thường dân khủng bố linh mục Nguyễn Đình Thục và giáo dân Song Ngọc một cách vô nhân đạo. Tin tổng hợp, vào chiều ngày 1 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên bố Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hiệp ước chống biến đổi khí hậu, đã được 195 quốc gia trên thế giới ký kết vào năm 2015 tại Paris, trong đó có Hoa Kỳ vào thời gian ông Obama tại vị. Tuyên bố tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nói rằng Hoa Kỳ rút lui với lý do hiệp ước này đã tạo ra một gánh nặng tài chính và kinh tế cho nước Mỹ. Để xoa dịu các quốc gia đồng minh, ông Trump cho biết Hoa Kỳ có thể quay trở lại Hiệp ước Paris nếu có cơ hội tái thương lượng một số điều khoản mà ông cho rằng công bằng hơn cho Hoa Kỳ, cho các công nhân và những người đóng thuế tại Mỹ. Hoa Kỳ qua quyết định của ông Trump đã bỏ rơi tất cả các quốc gia trên thế giới trước một vấn nạn cấp bách của thế kỷ thứ 21. Hoa Kỳ đã đứng chung danh sách với hai quốc gia khác không tham dự vào thỏa thuận này là Syria và Nicaragua. Trong một tin tức có liên quan, Trung Cộng một thời từng là quốc gia bị chỉ trích nhiều nhất trong vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump quyết định rút lui khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris, Bắc Kinh có thể trở thành lãnh đạo thế giới về chủ đề môi trường. Hoa Kỳ và Trung Cộng hiện là hai nước thải khí carbon dioxide CO2 nhiều nhất thế giới. Dưới thời ông Obama, Hoa Kỳ tương đối cương quyết trong việc đối phó nạn biến đổi khí hậu. Nhưng chính phủ Trump đang đảo ngược các chính sách môi trường của người tiền nhiệm bằng cách hủy bỏ một số sắc lệnh của ông Obama và đề nghị cắt ngân sách của quỹ chống biến đổi khí hậu. Ngược lại, tại Trung Cộng, trong những năm gần đây, nước này đã dồn sức đầu tư vào những ngành công nghiệp ít khí thải và luôn giữ vai trò dẫn đầu trong các thỏa thuận chống biến đổi khí hậu của thế giới. Trung Cộng dự định sẽ chi tiêu hơn 361 tỷ Mỹ Kim cho các loại năng lượng tái tạo từ nay đến năm 2020 và coi việc hạ thấp khí thải carbon là ưu tiên hàng đầu của nước này. Trung Cộng cũng hứa sẽ cắt 40-45% lượng khí thải carbon vào năm 2020 và hy vọng sẽ kiểm soát được lượng khí thải tối đa vào năm 2030 hoặc sớm hơn. Nếu thật sự rút lui khỏi hiệp ước, Hoa Kỳ sẽ đánh mất vị thế là lãnh đạo toàn cầu, mở đường cho Trung Cộng bước lên thế vào chỗ trống. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Đức và Trung Cộng nên hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc bảo vệ môi trường và ngăn chặn sự biến đổi khí hậu, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ rút lui khỏi Hiệp định Khí hậu Thế giới. Bà Merkel tuyên bố tại một cuộc gặp gỡ liên quan đến vấn đề thương mại cùng với Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường rằng cả hai quốc gia Đức và Trung Cộng đang có cơ may hợp tác và làm việc với nhau để thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa. Bà Merkel cũng nói thêm rằng cả hai quốc gia đều có trách nhiệm nặng nề trong nhiều vấn đề mang tính chất toàn cầu, chẳng hạn như việc bảo vệ khí hậu, ngăn ngừa các vụ xung đột bạo động và thực hiện chính sách thương mại quốc tế.
Tin Hoa Thịnh Đốn, CBS News xác nhận giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Mike Duke bị sa thải. Quyết định này được đưa ra khi cố vấn cao cấp, đồng thời là con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, đang bị FBI theo dõi vì cho rằng ông Kushner thiết lập một đường dây liên lạc mật với Kremlin trong thời gian chuyển tiếp chính phủ Trump. Sự thay đổi toàn bộ nhân viên Tòa Bạch Ốc được dự đoán trước khi ông Trump đi công du 9 ngày ở Trung Đông và châu Âu. Trong thời gian qua, chính phủ ông Trump bị tiết lộ một loạt thông tin phanh phui nhiều vụ bí mật, trong đó có vụ ông Trump thảo luận tin tức tình báo tại phòng bầu dục với người Nga. CBS News đã từng đưa tin rằng sẽ có thay đổi nhân sự trong nhóm truyền thông của Tòa Bạch Ốc vì Tổng thống cảm thấy thất vọng trong việc họ đã trình bày chương trình nghị sự của ông. Một viên chức cao cấp nói rằng Tổng thống sẽ không để mọi chuyện tiếp diễn theo cách như vậy. Ông Duke được chỉ định làm giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc sau khi Sean Spicer được yêu cầu tập trung vào cuộc họp báo hàng ngày. Giám đốc truyền thông là người giám sát mọi thông điệp của Tòa Bạch Ốc và quảng bá chương trình nghị sự của Tổng thống. Theo CBS News, ông Duke không gắn bó cũng không trung thành với ông Trump. Ông Duke chỉ là một người ngoài và không tham gia vào ban tranh cử. Tòa Bạch Ốc không cho biết người sẽ thay thế ông Duke là ai. Tên tổng hợp, cựu giám đốc FBI James Comey sẽ ra đối chứng vào thứ Năm tuần sau trước một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ điều tra cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của Mỹ. Trong một cuộc điều trần có thể gây khó khăn cho Tổng thống Donald Trump. Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi bị ông Trump sa thải vào ngày 9 tháng 5, ông Comey sẽ trình bày trước Ủy ban Tình báo Thượng viện vào ngày 8 tháng 6. Ông sẽ phát biểu tại một phiên điều trần công khai cho phép ông nêu ra những thông tin mật, Ủy ban cho biết. Những cáo buộc nói rằng Nga có thể đã giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và những nghi vấn về sự thông đồng của các thành viên trong ban vận động tranh cử của ông đang là mục tiêu điều tra của một số ủy ban quốc hội Hoa Kỳ cũng như của Bộ Tư pháp. Ông Comey dự đoán sẽ được hỏi về những cuộc đối thoại mà trong đó ông Trump gây áp lực buộc ông phải ngưng cuộc điều tra nhắm vào cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, một trong những cộng sự của ông Trump đang bị đặt nghi vấn liên quan tới Nga và cuộc bầu cử năm ngoái ở Hoa Kỳ. Nga đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết có một số người Nga có thể tự ý hành động mà không có sự can thiệp của chính phủ. Ông Trump đã bác bỏ mọi sự thông đồng giữa Nga và ban vận động tranh cử của ông, và đã nhiều lần đặt nghi vấn về kết luận của giới tình báo Mỹ cho rằng ông Putin đã chỉ thị một hoạt động bao gồm tấn công tin tặc, tin tức giả tạo và tuyên truyền nhằm mục đích nghiêng cuộc bầu cử về phía có lợi cho ông Trump đối với đối thủ Hillary Clinton. Tin Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Donald Trump ký một lệnh tạm thời giữ nguyên Tòa đại sứ Mỹ ở thủ đô Tel Aviv, Do Thái, thay vì dời cơ quan ngoại giao này tới Jerusalem như cam kết trong thời gian vận động tranh cử. Sau nhiều tháng tranh cãi gay gắt trong nội bộ chính phủ, ông Trump quyết định tiếp tục thực hiện chính sách của người tiền nhiệm, tạm thời giữ nguyên Tòa đại sứ Mỹ ở Tel Aviv thêm 6 tháng nữa, để tránh làm phức tạp nỗ lực tái khởi động các cuộc hòa đàm giữa Do Thái và Palestine. Theo Tòa Bạch Ốc, quyết định này có thể làm những người ủng hộ Do Thái thất vọng, nhưng điều đó không có nghĩa là ông Trump từ bỏ ý định dời Tòa đại sứ Mỹ sang Jerusalem. Tuy nhiên, một viên chức Hoa Kỳ cho biết chưa có lịch trình nào được thiết lập cho việc di chuyển. Tòa Bạch Ốc giải thích vấn đề không phải là dời hay không dời, mà là khi nào thì sẽ dời. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng mặc dù Do Thái rất thất vọng vì Tòa đại sứ Mỹ vẫn chưa được dời đi trong thời điểm này, họ vẫn đánh giá cao việc Tổng thống Trump thể hiện tình bằng hữu của ông đối với Do Thái và cam kết của ông sẽ dời Tòa đại sứ Mỹ sang Jerusalem trong tương lai. Trong suốt thời gian có mặt tại Trung Đông,
vào cuối tháng 5, hầu như ông Trump tránh nhắc tới việc sẽ dời hay không dời tòa đại sứ Mỹ sang Jerusalem. Các chuyên gia cũng hoài nghi việc ông Trump có thể giúp Do Thái và Palestine đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tin Kabul, một xe cài bom đã phát nổ trong một khu vực ngoại giao được bảo vệ an ninh chặt chẽ ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm thứ Tư 31 tháng 5, giết chết 90 người và làm bị thương đến 350 người khác. Quang cảnh vụ đánh bom gây tăng tốc, hỗn loạn và tạo ra một cột khói cao bốc lên bầu trời của Kabul. Ismail Kawasi, phát ngôn nhân Bộ Y tế Afghanistan cho hay, đa số nạn nhân là thường dân, kể cả phụ nữ và trẻ em. Đây được xem là một trong những vụ đánh bom tệ hại nhất kể từ khi các binh đoàn của quân đội ngoại quốc rút ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Vụ đánh bom còn đặt dấu hỏi về khả năng tự bảo vệ an ninh của chính phủ Afghanistan. Tòa đại sứ Đức và nhiều tòa đại sứ khác trong khu vực bị hư hại rất nặng. Các tòa đại sứ Đức, Nhật và Pakistan cho hay có một số nhân viên của họ là nạn nhân trong vụ đánh bom. Đài BBC cho hay một tài xế lái xe cho đài bị giết và bốn ký giả của họ cũng bị thương. Tòa đại sứ Đức nói một nhân viên an ninh Afghanistan bên ngoài của tòa nhà cũng bị giết. Vụ nổ bom xảy ra trong giờ cao điểm lưu thông trong khu vực. Khu vực này vốn được xem là khu an toàn bậc nhất của Kabul. Ngoài các tòa đại sứ, dinh thự của Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao của Afghanistan cùng nằm trong khu vực, tòa đại sứ Hoa Kỳ nằm cách nơi bom nổ khoảng nửa dặm. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan bất vụ lợi đã phục vụ cộng đồng người Việt trong Vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã nhiều năm qua. Đài luôn luôn giữ vững lập trường và chủ trương sau đây. Thứ nhất là một cơ quan bất vụ lợi, không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào hoặc một cá nhân nào. Thứ hai, cung cấp một phương tiện truyền thông hữu ích cho cộng đồng người Việt trong Vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thứ ba, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp hay có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây. Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn hay Vietnamese Public Television VPTV 2800 Juniper Street, Suite 11, Fairfax, Virginia 22031, số điện thoại 703-560-3300. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu phái đoàn của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm, ngày 1 tháng 6, có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tháp tùng Thượng nghị sĩ McCain trong chuyến thăm Việt Nam có các nghị sĩ John Passaso, Chris Coons, dân biểu Maud Thornberry và nữ dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy. Chuyến thăm của phái đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ tới Việt Nam diễn ra đồng thời với chuyến thăm của Thủ tướng Phúc tới Hoa Kỳ. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Quốc hội Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Ngân nói rằng, chuyến thăm của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh mối quan hệ đối tác toàn diện đang phát triển tốt. Trước đó, vào chiều thứ Tư ngày 31 tháng 5, Phái đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ đã có buổi làm việc tại trụ sở Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhắc đến sự hiểu biết về Việt Nam của Thượng nghị sĩ McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, vốn là một cựu phi công Mỹ từng bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội. Theo tướng Lịch thì ông McCain có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Tin cho hay trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của phái đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ McCain sẽ đến thăm tàu USS John S. McCain, đặt tên theo cha của ông, đang được bảo trì và sửa chữa tại Hải cảng quốc tế Cam Ranh. Một vụ nổ đã làm rung chuyển nhà máy mới của tập đoàn Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh vào cuối ngày thứ Ba 30 tháng 5, một ngày sau khi nhà máy bắt đầu tiến trình thử nghiệm lần đầu, sau khi gây ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam hồi năm ngoái. Ông Chan Funin, phó chủ tịch điều hành của công ty Formosa Hà Tĩnh, nói với Reuters rằng vụ nổ là do thiết bị lọc bụi bị vỡ vì trục trặc kỹ thuật. Ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho hay đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do bụi phát sinh trong quá trình đưa đá vôi vào lò, kết hợp với hơi nước bay lên từ việc sấy, đốt lò, nung vôi đã bám dính vào thành của thiết bị lọc bụi, túi vải, gây tắc nghẽn sự lưu thông khí bụi, gây chênh lệch áp suất, dẫn đến làm một thiết bị lọc bụi tại lò vôi số 1. Tai nạn này làm tăng thêm mối lo ngại về độ an toàn của nhà máy, trị giá 11 tỷ Mỹ Kim, cho dù ông Trang khẳng định với Reuters rằng vụ nổ không gây thương vong và không ảnh hưởng gì đến tiến trình chuẩn bị sản xuất. Phó Chủ tịch Formosa cho biết hoạt động thử nghiệm vẫn tiếp tục tiến hành. Năm ngoái, nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã đổ chất thải độc hại gây ô nhiễm hàng trăm km dọc theo bờ biển miền Trung, tàn phá nền kinh tế địa phương vốn phụ thuộc chủ yếu vào ngư nghiệp và du lịch, làm ảnh hưởng nặng nề tới sinh kế của người dân. Nhà máy của Formosa vừa được chính phủ Việt Nam cho phép khởi động lại vào ngày 29 tháng 5, sau thời gian đình trệ vì thảm họa môi trường. Mặc dù đã bồi thường 500 triệu đô la để bồi thường thảm họa môi trường, nhưng nhiều người dân không đồng ý với khoản bồi thường của Formosa. Họ nêu lên quan ngại về những hậu quả xấu của nhà máy đối với môi trường về lâu dài. Hồi tháng 3, tập đoàn Formosa cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư chi ra thêm khoảng 350 triệu đô la vào dự án thép, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối Formosa vẫn tiếp diễn. Được biết, khoản đầu tư mới sẽ được dùng để nâng cao các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường, tăng vốn lưu động, mua vật liệu và xây dựng hệ thống dập cốc khô, có nghĩa là dập cốc ướt sang dập cốc khô. Đây là theo phát minh mới của Nhật Bản để giảm bớt khí đốt làm ô nhiễm môi trường. Ngày 31 tháng 5, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh ra hạn trong vòng 7 ngày, Formosa phải thông báo cho cơ quan chức năng biết nguyên nhân của vụ nổ và trong vòng 15 ngày phải hoàn tất việc sửa chữa các trục trặc kỹ thuật của lò vôi số 1 để bảo đảm an toàn trong lúc thử nghiệm. Linh mục Nguyễn Đình Thục, giáo họ Văn Thai bị đàn áp. Khoảng 8 giờ sáng Chủ nhật 28 tháng 5, công an kết hợp quân đội huyện Quỳnh Lưu tập trận bằng nổ mìn và bắn súng ngay trước nhà thờ họ Văn Thai, khu vực đông dân cư. Người dân kéo ra phản đối với lý do là xúc phạm nơi thánh và ảnh hưởng sức khỏe của người dân, đặc biệt người già và trẻ sơ sinh. Đó là phần đầu trong bức thư linh mục Nguyễn Đình Thục, cai quản xứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh, Nghệ An, tường trình hôm 1 tháng 6 về những việc giáo họ Văn Thai bị đàn áp trong những ngày qua. Trong thư, linh mục viết, đám đông bỗng nhiên xuất hiện từ chân cầu Quỳnh Thọ, chửi với bà con Văn Thai. Việc tập trận này, giáo họ Văn Thai không được báo trước. Một bạn trẻ thuộc xứ Phú Yên quay phim lại sự việc và công an bắt về trụ sở ủy ban xã Sơn Hai. Bà con giáo xứ Phú Yên khi nghe tin em bị đánh đập và bị bắt đã đến ủy ban xã Sơn Hai để xem xét sự việc. Rất nhiều người của chính quyền được trang bị vũ khí đã tấn công và đánh đập bà con cách tàn ác mà không có lý do. Theo linh mục, khoảng 8 giờ 15 phút tối cùng ngày, sau khi dân thánh lễ ở nhà thờ giáo họ Văn Thai, thì một giáo dân chạy vào báo tin cho linh mục là cả làng Văn Thai đã bị bao vây. Đám đông đã theo chỉ thị kéo đến rất đông trên cầu Quỳnh Thọ, cách nhà thờ chừng 100 mét và reo hò gây tiếng ồn trong khi dân lễ. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn bình tĩnh đọc kinh cầu nguyện,
Thỉnh thoảng đám đông này lại ào lên như muốn tràn vào nuốt sống chúng con. Rất đông công an có mặt ở hiện trường mà không dẹp loạn. Nhiều nhà bị ném đá vỡ ngói, cửa kính và cửa bằng tôn. Linh mục mô tả, tình trạng kéo dài tới hơn 12 giờ đêm. Sau đó vài người ở họ khác đến cho biết là dọc đường vẫn còn một số người cầm gậy gộc đứng chờ. Linh mục viết tiếp, theo linh mục, đến 9 giờ 15 phút sáng 31 tháng 5, nhiều gia đình ở giáo họ Văn Thai bị phá hoại tài sản, thiệt hại rất nặng nề về tài sản như xe máy, quạt điện, tủ, bàn, ghế, loa máy, đồ cổ, máy giặt. Từng đoàn phá hết nhà này đến nhà khác trước sự chứng kiến của công an. Ngoài những vấn đề chính trên đây, còn rất nhiều vấn đề xảy ra khác, như anh Hồ Văn Thân bị đánh khi chở nước đi đổi. Mặc dù đã báo cho công an trước, bà con bán hàng ngoài chợ vẫn bị chửi bới, vu khống. Linh Mục cho biết. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Tình Đốn. Chúng tôi là Tạ Khiêu Hải từ thủ đô Washington DC. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, mùng 2 tháng 6, 2017. Dow Jones 21.206.29. Week Today cộng 0.60% và Year Today cộng 7.31%. Đây là kỷ lục mới của Dow Jones. Nasdaq 6.305.80. Week Today cộng 1.54% và Year Today cộng 17.14%. S&P 500 2.439.07, Week Today cộng 0.96% và Year Today cộng 8.94%. Giá vàng là 1.281.50 một ounce căn cứ vào thứ 6, mùng 2 tháng 6, 2017. Giá dầu thô là $47.74 một barrel cũng căn cứ vào thứ 6, mùng 2 tháng 6, 2017. Và giá xăng là $2.382 một gallon theo công ty AAA thứ 6, mùng 2 tháng 6, 2017. Một đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8863 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu, cũng căn cứ vào thứ 6, mùng 2 tháng 6, 2017. Tương đương 0.7757 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.81 của đồng Yuan Nhân Dân Tệ Trung Quốc và tương đương với 56.64 của đồng Ruble của Nga. Lãi suất mortgage. Theo công ty Freddie Mac thứ 5 ngày 1 tháng 6, 2017, 30 năm cố định là 3.94%, xuống thấp nhất của năm 2017, và 15 năm cố định là 3.19%, cũng xuống thấp nhất của 2017. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ 7 ngày 27 tháng 5, 2017, có 248.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 13.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 117 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ 7 ngày 20 tháng 5, 2017, Mỹ có 1.915.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 9.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 5, 2017 đã cung cấp 138.000 việc làm mới, so với sự kỳ vọng là 185.000. Tỷ số thất nghiệp của tháng 5 xuống mức 4.3% là mức thấp nhất kể từ năm 2001. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần này thị trường chứng khoán có cả 3 chỉ số đều đi lên. Dow Jones phá kỷ lục mới, tăng cộng 0.60%. Nasdaq tăng cộng 1.54%. Và S&P 500 tăng cộng 0.96%. Chỉ số Dow Jones trên mức 21.200. Nasdaq trên mức 6.300 và S&P 500 trên mức 2.400. Cùng ngày thứ 6, thị trường chứng khoán thế giới đi lên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 1.60%, Hồng Kông Hang Seng tăng cộng 0.44%, Shanghai Composite tăng cộng 0.09%, London FTSE 100 tăng cộng 0.05% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 1.25%. Thị trường chứng khoán Wall Street trong tuần đã đi lên trở lại, mặc dù những khuấy động chính trị với phe cực tả dân chủ và truyền thông dòng chính vẫn tiếp tục.
Tỷ số thất nghiệp trong tháng 5 xuống còn 4.3% là mức thấp nhất kể từ năm 2001. Tuy nhiên, số việc làm mới 138.000 được cung cấp trong tháng 5 không phải là con số đáng khích lệ. Từ 20% đến 25% của loại shopping malls lớn sẽ đóng cửa trong vòng 5 năm sắp tới, theo phúc trình từ Credit Suisse. Sự suy sụp này là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Phúc trình này còn ước lượng rằng khi mall lớn đóng cửa, thì ngành bán lẻ qua online sẽ phát triển từ 17% ngày nay lên mức 35% vào năm 2030. Credit Suisse ước lượng rằng có khoảng 8.600 tiệm sẽ đóng cửa riêng trong năm nay, nhiều hơn xa con số kỷ lục 6.200 tiệm đã đóng cửa trong năm 2008, là năm đầu của cuộc đại khủng hoảng vừa rồi. Kinh tế Mỹ đã cung cấp thêm 400 việc làm ngành hầm mỏ than đá trong tháng 5. Nước Mỹ hiện có khoảng 51.000 việc làm ngành hầm mỏ so với 89.000 vào cuối năm 2011, theo Văn phòng Thống kê Bộ Lao động. Điều kỳ thú là tỷ số thất nghiệp trong tháng 5 đã xuống mức 4.3% là mức thấp nhất kể từ năm 2001. Một số chuyên viên nghĩ rằng kinh tế Mỹ đang rất gần tình trạng gọi là full employment, tức là hầu như ai muốn có việc làm thì đã có việc làm. Điều này có nghĩa là các chủ công ty không còn có thể tìm được những người hội đủ điều kiện mà còn chưa có việc để thuê. Khi nào tình trạng này xảy ra thì khi ấy có thể là lúc sự phát triển của kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng tiêu cực. Đồng đô la tuần này xuống giá so với các đồng euro của Liên hiệp Âu Châu, đồng Anh Kim, đồng yuan nhân dân tệ của Trung Quốc, nhưng lại lên giá so với đồng ruble của Nga. Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng đô la tiếp tục giữ giá trong thời gian vừa qua, đặc biệt là kể từ ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Giá dầu thô đã điều chỉnh trên dưới 50 đô la một barrel trên thị trường hiện nay, đã giúp cho sự phục hồi kỹ nghệ khai thác dầu và các ngành liên hệ tại Mỹ và Canada. Do đó, kinh tế Mỹ có thêm cơ hội phục hồi và phát triển nhanh hơn. Quỹ dự trữ liên bang cho thấy dấu hiệu sẽ cho tăng lãi suất chính vào tháng 6 này nếu tình hình kinh tế tiếp tục phát triển theo vận tốc hiện nay. Tuy nhiên, lãi suất mortgage hiện đang ở mức thấp nhất của năm 2017 với 3.94% cho 30 năm cố định và 3.19% cho 15 năm cố định. Do đó mà thị trường nhà cửa hiện đang rất nóng về giá cả và khan hiếm về số lượng đang bán trên hầu hết các thành phố chính của Mỹ. Kinh tế thế giới. Thứ Năm ngày 1 tháng 6 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã công bố quyết định nước Mỹ rút khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris, giữ đúng lời hứa với cử tri Mỹ khi ông vận động tranh cử. Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông sẽ thương thảo trở lại các khía cạnh của Hiệp ước đã ký trước đây bởi người tiền nhiệm của ông và các nước khác. Ông cho rằng Hiệp ước này là một sự thất bại sỉ nhục cho công nhân Mỹ, là một tai hại lớn cho kinh tế Mỹ, nhưng đem lại những lợi điểm một cách bất công bình cho ngoại quốc. Tổng thống Donald Trump đã nói, chúng ta muốn được đối xử công bằng. Chúng ta không muốn những nước khác và giới lãnh đạo của họ cười chúng ta nữa. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Vô cùng thương tiếc, cụ ông Phan Vĩ, pháp danh Tâm Hiệp, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1923 tại Quảng Nam, tạ thế ngày 27 tháng 5 năm 2017 tại Virginia, hưởng đại thọ 95 tuổi. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Cầu nguyện hương linh của ông Phan Vĩ, cựu chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia, sớm siêu thân tịnh độ cõi niết bàn. Toàn thể anh chị em trường hợp Việt Nam dùng qua thịnh đốn kính bái. Được tin buồn, cựu y sĩ thiếu tá Trần Đoàn, quân y sư đoàn nghĩa vụ quân lực Việt Nam Cộng hòa, pháp danh Nguyên Tu, mãn phần hôm thứ Năm 1 tháng 6 2017 tại Virginia, hưởng thượng thọ 80 tuổi. Xin thành kính phương ưu cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh cố bác sĩ Trần Đoàn sớm cao đăng Phật quốc. Toàn thể anh chị em trường hợp Việt Nam dùng qua tình đốn đồng kính bái. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tịnh Đốn xin trọng thông báo. Tại quận hạt Fairfax băng tầng 30,
chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Chủ nhật, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30. Ngày thứ hai, chương trình phỏng vấn sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Thứ ba, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 12 giờ đến 1 giờ sáng. Và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 1 giờ đến 1 giờ 30 sáng. Ngày thứ tư, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 2 giờ đến 3 giờ trưa. Thứ năm, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 chiều. Tại quần hạt Arlington trên băng tần 69, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Thứ hai, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. Thứ sáu, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 10 giờ đến 11 giờ sáng. Và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trưa. Chúng tôi xin lưu ý quý khán thính giả và xin trân trọng kính chào quý vị.